0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm là Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất và Sân Vận động Vĩ Đình. Thời gian là 15 phút. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm huy động nguồn kinh phí xã hội hóa. Bộ Tư lệnh Thủ đô được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2021, thành phố dự kiến bắn pháo hoa vào đêm giao thừa như các năm trước. 30 quận huyện đều có điểm bắn, trong đó có 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Mỗi điểm tầm cao sẽ bố trí 800 quả pháo tầm cao và 60 dàn tầm thấp. Tại các điểm tầm thấp bố trí 120 dàn. Thời gian bắn là 15 phút. Từ năm 2016, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch mà chỉ thực hiện vào dịp Tết Nguyên đán. Năm 2016, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo. Hà Nội đã không tổ chức. 10 tỷ đồng dự kiến chi bán pháo hoa được thành phố ủng hộ miền Trung.